Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là MK Gaming đây. Thì ngày hôm nay mình quay trở lại với thế giới khủng long của chúng ta. Oh yeah. Và ngày hôm nay mình muốn gọi là giới thiệu cho các bạn, đó là mình đã đào rất là nhiều, rất là dữ dội. Bạn có thể thấy những cái đường mà sáng đèn lên, đó là những cái nơi mình đã đi. Và mình đã đào được rất là nhiều thứ, giống như là chúng ta đã đào được rất là nhiều sắt luôn. Mình đào được khoảng tầm gần 1 stack rưỡi, cũng như là hóa thạch các thứ thì gọi là bạc ngàn các bạn à, gọi là quá nhiều đi. Thì trong tập này chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành căn cứ, cũng như là nuôi bò, nuôi gà, nuôi heo, chứ không có để kiếm thịt, chứ chưa có tiếp tục gọi là làm khủng long nữa. Nhưng mà mình sẽ vẫn sẽ đem những cái đống này đi lên trên, và chúng ta có gọi là vàng nữa nè, rất là nhiều luôn đó. Đem cái đống này đi lên trên để chúng ta gọi là phân rã nó ra cho nó gần, giống như là chúng ta sẽ kiếm thêm được hóa thạch để chuẩn bị bắt đầu xây dựng. Ngoài ra thì cũng có kim cương nữa nè, đó rất là ngon lành. Thì mình vẫn chưa đủ đồ để chúng ta có thể làm được một cái búa kim cương, nhưng mà hình như là mình cũng sắp đủ kim cương rồi. Thì khi nào đủ chúng ta sẽ làm một cái búa kim cương, sau đó cường hóa lên. Và bây giờ chúng ta đang có là 39 level nè các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ cố gắng xây dựng cho chúng ta xong căn cứ, cũng như là làm một cái chỗ để chúng ta nuôi gà, bò, cừu, heo các thứ đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành gọi là đi lên trên để chúng ta tiếp tục xây dựng căn cứ của chúng ta nhé. Lấy những cái loại đá này ra. Đó, ok rồi đó. Đi thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống dưới. Chúng ta sẽ đi xuống tầng hầm của chúng ta để phân rã ADN ra. Đó, bỏ vào đây, bỏ hết những cái thứ này vô để cho nó phân rã ra. Hy vọng là chúng ta sẽ kiếm được thêm những cái con khủng long khác nữa, tại vì ở đây chỉ có mỗi loại chỉ mới một con thôi, cho nên mình cũng chưa có muốn làm. Thì hy vọng mình sẽ kiếm thêm được nhiều khủng long nữa. Chúng ta sẽ có nhiều loại ADN để làm. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tiếp tục xây dựng căn cứ của chúng ta như thế này. Và chúng ta sẽ cần khá là nhiều que, tại vì chúng ta sẽ cần phải làm những cái thang. Đấy, thì có những cái thang này chúng ta mới thể leo lên leo xuống được các bạn à. Leo ở khu vực nào đây cho nó gọn gàng đây, tạm thời mình sẽ leo ở đây đi. Đó, khu vực này. Và ở đây chúng ta sẽ cần có một cái bàn chế tạo ở phía trên này, để chúng ta khỏi mất công đi tới đi lui. Mình sẽ làm ở đây luôn và làm thêm một số dục đi, làm thêm một số cái cầu thang như thế này để mình đặt vào đó góc này. Ở sau này thì chắc là chúng ta cũng phải làm luôn, nhìn cho nó thuận mắt, chứ không làm thì nhìn nó gọi là nó khá là khó nhìn, không phải là khó nhìn mà rất là kỳ. Tại vì chúng ta làm hai mặt mà cái mặt này không làm thì rất là kỳ đó, như thế này. Và ở đây chúng ta sẽ quên, mình chưa đập cái cục thang ra, nhưng mà không sao, cứ để cho nó ở đó đi. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái cục gỗ, một cái thanh gỗ như thế này đó. Nhìn không biết nó có hơi khó nhìn, nhưng mà mình tạm thời chưa có đặt nha. Thì ở đây chúng ta sẽ có được những cái trụ gỗ vô và đi lên một. Thì ở đây mình sẽ ốp lại luôn các bạn, tại vì ở đây chúng ta sẽ cần phải đi lên thêm một ô nữa, chứ không có làm như thế này được. Chúng ta sẽ đi thêm một ô nữa đó, đi lên ngang tầm này một ô nữa nè. Đó là cái cầu thang chúng ta sẽ phải lên tăng thêm một ô để cho nó vừa tầm với lại cái sàn của chúng ta. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục là không có được cái sàn ở đây rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đưa lên 1, 2, 3. Và ở đây mình cũng sẽ đưa lên là 1, 2, 3. Ở đây mình sẽ gắn cái cầu thang vô lại đi. Đó, như thế này. 1, 2 thôi, chưa mình mới vừa phải chặt thêm một ít cây nữa. 2, 3. Như thế này, chúng ta sẽ lên một ô nữa. 1, 2, 3. Có thể là sẽ phải lên 4 nữa đó. 4. Thì đây đếm qua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thì chắc là ở giữa này mình thêm một cây nữa. 2, 3, 4 Chill. Rồi nhảy nè. Chill. 4
Và ở đây mình sẽ thêm một cây nữa, 1, 2, 3, 4, chắc là đủ, đó, 2, 3, 4, chiêu, bạc, đấy, ở đây mình cũng sẽ thêm một cây nữa, để chúng ta chống cái nhà chúng ta lên nhìn cho nó gọi là đẹp, đó, ê, chặt cái cục đó đi, và ở đây chúng ta sẽ chống hai cây lên như thế này, tại vì ở khu vực này chúng ta sẽ làm kiểu khác, đó, như thế này. Thì tạm thời thì nhìn nó sẽ như thế này. Mình đã thấy có vẻ nó không được đẹp lắm. Nhưng mà mình dự định ở trên là chúng ta sẽ xây dựng bằng lông cừu trắng. Nhưng mà bây giờ chúng ta chưa có lông cừu thì chắc là tạm thời sẽ giữ lại chúng ta sẽ làm gọi là tới đây thôi. Tạm thời để cho tập sau cũng được, không sao cả. Thì trong cái thời gian mà giữa tập này và tập sau ấy, thì mình sẽ suy nghĩ thêm coi chúng ta sẽ làm như thế nào cho nó đẹp. Thì chắc là cái nhà chúng ta tới đây là cũng khá là đẹp rồi đó. Thì chúng ta sẽ từ từ xây tiếp. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm về cái phần chuồng trại chăn nuôi. Thì bây giờ mình sẽ cần phải lựa một cái chỗ nào đó để chúng ta bắt đầu làm. Đó, chúng ta sẽ cần khá là nhiều thịt. À, ở đây là nhà của chúng ta rồi đúng không? Thì mình dự định là bên này là chuồng khủng long, chúng ta sẽ đi qua đây thăm tụi nó một cái. Trong thời gian thăm tụi nó, mình sẽ coi tính toán như thế nào chúng ta sẽ gọi là xây chuồng. Cha, nó bự như thế này rồi à. Các bạn đã thấy nè, nó khá là bự. Con kia đâu? Con này, ủa tại sao nó lại mất? Ủa tại sao mấy con này nó bị mắt đỏ ta? Mặt này mình đã thuần chủng rồi mà, sao nó vẫn bị mắt đỏ? Ồ, không hiểu lắm. Chân đen nhìn khá là ngầu luôn các bạn. Để qua bên này coi coi còn mấy em bên này coi. Thì mình chưa có làm đó, nó cũng bự ra rồi đó các bạn, nó cũng bự hơn lúc mới đẻ ra đó, ghê không đó, càng ngày nó sẽ càng bự ra. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi lựa cái chỗ để chúng ta bắt đầu xây dựng cái nông trại. Mình đã có quyết định rồi, mình sẽ làm cái chỗ của chúng ta ở khu vực này, và mình sẽ chọn cái sàn, đó là cái sàn ngang tầm cái sàn ở đây, cái sàn này, và chúng ta sẽ cần phải làm một cái xẻng, và chúng ta sẽ cần phải dọn cái khu vực đó ra cũng khá là nhiều ấy. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy một cục kim cương để làm một cái xẻng. Và chúng ta có cái bàn chế tạo ở đây không? Hình như ở trong đây chúng ta có cái bàn chế tạo. Chưa lầy luôn. Chơi lầy đứng đây làm bàn chế tạo luôn. Đó, rồi đạp ra. Lụm lại. Rồi gắn sát lại, ok. Thì bây giờ mình sẽ cần phải dọn cái khu vực này ra cho nó phẳng tí nè. Khu vực này nè. Đó, chúng ta sẽ dọn mà. Đó, dọn những cái cục này cho. Rồi sau đó sẽ ốp lại khu vực này cho nó phẳng phẳng tí. Rồi chúng ta sẽ làm một cái chuồng trại chăn nuôi ở đây. Đấy, ở đây này. Và mình sẽ cần chuẩn bị khá gỗ ấy. Số lượng gỗ này chúng ta cũng vẫn chưa đủ đâu. Và chúng ta sẽ cần khá chắc là tầm đợi bên này cũng cái vườn cây của chúng ta mọc nhiều rồi mình làm luôn một lần. Thì trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ dọn cái phần đất này. Dọn hết cái phần này đi. Đó, phần này nó dư ra nè, lồi ra nè, chúng ta sẽ dọn hết. Đấy. Và làm cái này quay mặt hướng mặt về phía nhà chúng ta, nó không có hướng ra bờ sông đâu. Nên các bạn yên tâm. Nhưng mà bờ sông chúng ta cũng sẽ có đường đi, tại vì chắc là mình sẽ cần quay bên đó để làm cái gì đó, tại vì ở đây nó cũng khá là chật. Cái đồng bằng ở đây nó cũng khá là chật, cho nên chúng ta cũng không làm gì được nhiều. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đào ra. Sau đó sử dụng tận dụng cái số lượng đất này, chúng ta ốp lại ở khu vực phía dưới này luôn cho nó nuột. Đó. Vậy là xong. Rồi bây giờ mình sẽ đào và ốp lại nha. Ok rồi, như vậy đây mình đã chuẩn bị đầy đủ những cái đồ mà chúng ta sẽ cần để bắt đầu xây dựng một cái gọi là một cái nông trại rồi. Thì bây giờ mình sẽ cần đầu tiên đó là đá, và chúng ta sẽ đổi thành stone brick. Và chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng một bài. Bây giờ mình sẽ bắt đầu xây dựng nhé các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 như thế này. Và chúng ta sẽ cần khá là nhiều thời gian, cho nên chắc là mình sẽ phải tu nhanh cho các bạn
đỡ phải nhàm chán, chứ mình dự định là cái này xây khá là lâu ấy. 1 2 3 4 5 6 7. Ok. Thì ở trong chúng ta sẽ có là 7 x 7, mỗi mỗi cái chuồng chúng ta đều có là 7 x 7 hết các bạn. Đó. Mỗi chuồng chúng ta đều có 7 x 7 hết á. Thì mình đã tính và chia ra rồi, và cũng như là mình đã gọi là để những cái trụ sẵn, chúng ta chỉ việc ốp lại thôi là chúng ta đã có được một cái gọi là cái sàn mẫu trước. Đó, nhưng mà rất là bự, 7 x 7 thì mình tính là nếu mà làm hết thì chúng ta cũng sẽ có được một tầm là cũng khá khá rộng ấy các bạn. Đấy. Tôi đếm coi. 1 2 3 4 5 6 7. Đó, đúng rồi đó. Và ở đây chúng ta sẽ còn thêm, ở dưới là chúng ta sẽ có 8 chuồng, và ở phía trên chúng ta cũng sẽ có 8 chuồng. Còn ở dưới 8 chuồng gì và ở trên 8 chuồng gì thì từ từ chúng ta sẽ biết nha. Đó, ở đây. Đó, và mình đã chia ra hết rồi. Và ở đây chúng ta chắc là phải đào khu vực này ra nữa, đào ra một tí. Đó, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu xây dựng nha các bạn. Thank you.
và mình đã quay trở về nhà đây. Thì có thể là cái đoạn trước đây khoảng tầm 3 phút đến 5 phút thì các bạn sẽ không nghe được tiếng của mình, tại vì mình lỡ tắt mic trong cái lúc mà mình xây dựng ấy để mình tu nhanh ấy. Cho nên các bạn sẽ không thể nào nghe được tiếng của mình. Và bây giờ mình đã đi xuống dưới địa ngục và lấy cái redstone ở lộn cái đá phát sáng về rồi đây. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là ốp đá phát sáng. Đó. Ốp đá phát sáng vô ở những cái khu vực này. Mỗi cục đá phát sáng sẽ cách nhau 3 ô và chúng ta sẽ thắp sáng cái chỗ này lên, và mình nghĩ là mình sẽ làm lại cái đường đi. Mình sẽ làm lại cái đường đi này, tại vì chúng ta sẽ làm cái đường đi bằng một là đá, hai là gỗ thì nhìn nó sẽ phân biệt được đẹp hơn so với cái việc mà chúng ta để toàn bộ là đất ấy, thì nó nhìn nó sẽ rất là thường. Chúng ta nên thay đổi một tí thì nhìn nó sẽ hay hơn. Và bây giờ mình sẽ tiến hành đào cái khu vực này ra. Thì đấy, đào toàn bộ ra. Còn cái đèn thì chúng ta cứ để nguyên, tại vì chúng ta đã đặt đúng cái vị trí của nó rồi. Thì có thể là ở đây mình cũng sẽ đào luôn, chúng ta sẽ đổi ở đây luôn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ốp gỗ vào. Đó, ốp gỗ ở những cái khu vực có hàng rào như thế này. Không biết là ở phía trong này mình có nên ốp không, mình nghĩ là cũng sẽ nên ốp luôn. Chúng ta sẽ đào ra và ốp luôn. Thì hiện tại cái khu vực này nó hơi tối. Đó, mình sẽ ốp ở phía dưới này, tại vì ở trên chúng ta để con chuột ở trên thì sẽ bị đụng hàng rào đó. Như thế này nó sẽ phân chia ra cho chúng ta biết được là mỗi chuồng là sẽ có một loại khác nhau đó. Thì lúc nãy mình tính bị thiếu, nhưng mà thôi thì chúng ta cứ làm như thế này đi, tại vì nếu mà bây giờ sửa thì khá là tốn thời gian, cho nên chúng ta làm như thế này cho nó gọn và nó cũng không có gì xấu cả, cho nên mình cứ tiếp tục làm thôi. Và hiện tại trời đang tối cho nên nó cũng shader nó cũng khá là tối các bạn à, các bạn thông cảm nha. Đấy, và cái đường đi thì chắc là mình sẽ sử dụng là một loại đá nào đó để chúng ta phân biệt giữa cái đường đi, hoặc là sử dụng sỏi. Dùng sỏi cũng khá là hợp lý. Đấy, đào hết cái khu vực này ra. Và sau khi làm xong cái tầng này thì chúng ta nhiệm vụ còn lại của chúng ta đó là đi dẫn những con thú về thôi, rất là đơn giản luôn. Nhiệm vụ khá là đơn giản. Chỉ việc dẫn mấy em cừu, mấy em bò về thôi. Đó, phía bên này là ok hết chưa? Còn một cái nè bạn. Và sau khi làm xong cái này mình sẽ đi ngủ cái nhé, rồi sau đó sáng sớm chúng ta sẽ tiếp tục cho nó trời cho nó sáng đi, chứ bây giờ nó tối quá không thấy đường. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chắc là mình ốp cái đá cuội vô đi. Đó, ốp cái đá cuội vô nhìn nó cũng rất là ok, cho nên thôi chúng ta chơi đá cuội vô đó. Và nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta đó là phải đi dẫn cái tụi cừu về. Đấy, hết rồi, chúng ta hết đá cuội rồi. Và mình sẽ cần phải làm thêm mấy cái cửa nữa nè các bạn. Đó, ngồi đây đá cuội chúng ta không thiếu. Ta có rất là nhiều đá cuội, tại vì mình đào rất là nhiều ở phía dưới cho nên chúng ta cũng có rất là nhiều đá. Đấy, ok, nhìn nó đẹp hơn đúng không các bạn. Và bây giờ giữa những cái chuồng này nè, ở giữa những cái chuồng này mình sẽ gắn những cái cục đá phát sáng lên đó. 1 2 3 ở đây, và mình sẽ gắn cục đá phát sáng lên đó như thế này để tạo cái độ sáng cho cái chuồng của chúng ta. Và ở trên này mình sẽ cần có thêm, gọi là 1 2 3 ở đây, chứ mình sẽ cần có thêm là một một tầng nữa ở phía tầng trên ấy. Chúng ta sẽ có thêm một lớp nữa, thì cái lớp thì ở trên đó chúng ta sẽ không có nhìn thấy cái đèn. Yên tâm, mình sẽ ốp thêm một lớp đất ở ở tầng phía trên nữa là chúng ta không nhìn thấy cái đèn đâu. Và trên cũng sẽ khá là đẹp. 1 2 3 ở đây. Đúng rồi, 1 2 3 phải ở đây mới đúng. Lộn là không được. Đấy. 1 2 3 ở đây.
ba. Đó, cẩn thận chúng ta đặt lộn nha, 1 2 3 4. Cẩn thận mà đặt lộn là đập ra chúng ta sẽ bị mất rất là uổng. 1 2 3 4. Đấy. Ta sẽ đặt vào đây. 1 2 1 2 3 4. Đấy. Đó, như thế này. Nhìn nuột rồi các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ làm thêm những cái cửa sập để chúng ta nhốt nhốt tụi thú lại. Có cửa đi ra đi vô chứ, không có cửa rồi sao mà đi. Làm bốn cái trước đi ha. Rồi làm tiếp nói chung là làm luôn 8 cái đi. Rồi. 16 bốn cái là tiếp tục. Đó, chúng ta có 8 cái cửa nè, chúng ta sẽ gắn vô. Đấy. 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 Ui. Vãi cửa. Gắn gì sao đi ra đi vô. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi dẫn bò hay cừu heo gà về nha. Bây giờ chúng ta chỉ việc đem cái này đi thôi là chúng ta có thể dẫn tụi nó về rồi. Thì hai cái lúa này là dẫn được con cừu, còn cái hạt giống là dẫn được con gà. Rồi bây giờ bên này có cừu có bò thì chúng ta dẫn về luôn lúc luôn, dẫn hết về một lúc rồi chia chuồng sau. Chiêu chiêu quêu quêu quêu. Một con mình sẽ cần hai con, mình sẽ cần hai cừu hai bò đó, càng nhiều càng tốt. Đi theo tao đi. Ê, đó bơi nào. Như vậy chúng ta đã dẫn được ba loại về rồi, cừu, bò, gà rồi. Thì từ từ mình có cà rốt thì mình sẽ dẫn thêm heo. Và mình trên trong lúc mình đi tìm gà thì mình có tìm thấy một cái ngôi làng, thì chắc là tập sau chúng ta sẽ ghé ngôi làng và vơ vét nhé. Còn tập này thì chắc tới đây được rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu bạn cảm thấy hay hãy like và comment ý kiến của bạn. Ngoài ra click đăng ký để theo dõi những video mới nhất từ mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau. Bye bye.